Bệnh nhân 52 tuổi này phát hiện mình bị ung thư cổ tử cung khi đã ở giai đoạn 2B, thời điểm bệnh đã di căn. Đã được điều trị hóa xạ trị nhưng khối u vẫn tiến triển và xâm lấn vào bàng quang, trực tràng. Do đó bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt bỏ hết toàn bộ đáy chậu và tạo hình một bàng quang mới cho bệnh nhân. Hiện sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã có những cải thiện đáng kể. Nó có biểu hiện ra nhiều huyết, ví dụ như mọi lần là 3 ngày là hết kinh, hôm mấy lần sau lại ra 8 ngày, xong nó hết xong nó lại ra, mệt mỏi đi nhiều, thế là đi lên khám thì là bác sĩ quyết bảo là bị ung thư giai đoạn 2, bây giờ cũng cảm thấy nó ổn hơn. Còn đợt trước là nó cứ sốt, mãi cũng không cắt được cơn sốt, nói chung là ổn hơn lúc trước nhiều. Còn bệnh nhân này thì may mắn hơn, do có thói quen đi khám phụ khoa định kỳ, nên khi được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung, bệnh mới ở giai đoạn đầu. Do vậy, việc điều trị khá thuận lợi. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi và sau 5 ngày phẫu thuật, điều trị, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và chuẩn bị được ra viện. Thời gian tôi phát hiện ra cái bệnh ung thư này là vào cuối tháng 8. Và sau khi phát hiện ra thì tôi nhập viện vào viện K3 Tân Triều. Thế bác sĩ cũng tư vấn là bây giờ cái bệnh của tôi phát hiện sớm thì cái tương lai chữa trị thì so với những người khác là tương đối tốt. Đấy, có thể chữa trị khỏi khoảng 80-90%. Sức khỏe của tôi hiện giờ này tương đối tốt. Vâng, tôi ăn ngủ bình thường, đi lại cũng rất là tiện lợi, không có vấn đề gì cả. Các bác sĩ cho biết ung thư cổ tử cung thường gặp nhiều ở lứa tuổi từ 40 đến 70 tuổi. Tuy nhiên, những năm gần đây, xu hướng bệnh xuất hiện ở cả những phụ nữ dưới 30 tuổi. Đáng nói, phần lớn người bệnh đến khám và điều trị khi đã ở giai đoạn muộn. Đây cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong ở bệnh lý này thường rất cao. Tuy nhiên, nếu được sàng lọc, chẩn đoán phát hiện ra các tế bào bất thường trước khi chúng trở thành tế bào ung thư, thì tỷ lệ điều trị bệnh thành công có thể lên tới 80-90%. Tiên lượng của ung thư cổ cung cũng phụ thuộc vào giai đoạn bệnh. Đối với những giai đoạn rất là sớm, ví dụ như giai đoạn ung thư tại chỗ thì hầu hết là khỏi, điều trị có thể chữa khỏi được những ung thư giai đoạn tại chỗ. Còn đối với những ung thư giai đoạn 1 thì cũng thuộc giai đoạn sớm thì tỷ lệ điều trị khỏi thành công đến 80-90%. Còn đối với giai đoạn 2 thì tỷ lệ khỏi có thấp hơn nhưng mà vẫn đạt tỷ lệ từ 60-70%. Còn giai đoạn 3-4 thì thuộc giai đoạn muộn, đối giai đoạn 3 tỷ lệ sống thêm 5 năm thì chỉ đạt khoảng 30-40%. Còn giai đoạn 4 thì tỷ lệ này rất là thấp, 10-15% có thể đạt được tỷ lệ sống 5 năm. Cũng theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung thường không có biểu hiện triệu chứng nào rõ ràng ở giai đoạn đầu. Do đó, sàng lọc phát hiện sớm ung thư là phương pháp tốt nhất giúp phát hiện những bất thường, dấu hiệu tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn sớm trước khi bệnh gây ra các triệu chứng và cơ hội điều trị thành công cao. Hiện nay có hai phương pháp tầm soát ung thư cổ tử cung được sử dụng phổ biến nhất là PAP và HPV. Thông thường các bác sĩ sẽ thăm khám, đưa ra cho bệnh nhân lời khuyên và thực hiện các chỉ định như soi cổ tử cung, xét nghiệm HPV kết hợp với xét nghiệm PAP. Điều này giúp sàng lọc ung thư cổ tử cung đạt hiệu quả cao nhất và chính xác. Đối với những cái bệnh nhân giai đoạn sớm ung thư tại chỗ hoặc vi xâm lấn, hầu hết là không có triệu chứng mà chỉ phát hiện là tình cờ khi chúng ta đi khám sức khỏe định kỳ. Còn đối với những giai đoạn ung thư xâm lấn thì những triệu chứng hay gặp nhất là ra máu bất thường ở đường âm đạo, có thể ra máu sau sinh hoạt tình dục, có thể ra máu sau mãn kinh hoặc là rong kinh, rong huyết bất thường. Triệu chứng hay gặp nữa là ra những dịch khí hư, hôi, bẩn, những bí tiểu, đái muốt, đái dắt hoặc là đái máu hoặc là bí tiểu hoặc xâm lấn vào trực tràng thì gây những triệu chứng của tiêu hóa, ví dụ như là rối loạn tiêu hóa, táo bón hoặc là đi ngoài ra máu. Các chuyên gia khuyến cáo chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ và làm các xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung theo chỉ định của bác sĩ tại các cơ sở chuyên khoa uy tín. Để tầm soát ung thư cổ tử cung có độ chính xác cao nhất, người bệnh cần tuân thủ những vấn đề sau đây. Tránh quan hệ tình dục, sử dụng các sản phẩm thuốc âm đạo, sản phẩm vệ sinh âm đạo trước khi xét nghiệm 2 ngày. Nên tầm soát ung thư cổ tử cung sau khi kỳ kinh nguyệt kết thúc khoảng từ 3-5 ngày.
Việc tiêm phòng vaccine ngừa ung thư cổ tử cung cho trẻ em gái được các chuyên gia khuyến cáo là cách phòng bệnh hiệu quả căn bệnh ung thư cổ tử cung.